Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 12 được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế phòng chống tham nhũng. Theo Liên Hợp Quốc thì tham nhũng là một căn bệnh có tính phổ quát và các biện pháp phòng chống tham nhũng vì thế có giá trị khoa học và thực tiễn thì có thể áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau. Tại cuộc đối thoại quốc tế về phòng chống tham nhũng vừa được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, Liên Hợp Quốc và các cơ quan quốc tế tại Việt Nam đều nhấn mạnh đến việc xây dựng thể chế và thị trường hóa các dịch vụ công. Vào năm 1985, khi ông Ronald McLean Abaroa trở thành thị trưởng của thành phố La Paz, Bolivia, tình trạng tham nhũng trong bộ máy hành chính công của thành phố đã biến mất. Để giải quyết tình trạng tham nhũng của Sở Quy hoạch Kiến trúc trong việc cấp phép xây dựng, ông Ronald đã cấp phép hoạt động cho 400 văn phòng cấp phép xây dựng tư nhân. Nhờ có sự cạnh tranh, người dân và doanh nghiệp đã không còn phải hối lộ để được giải quyết thủ tục hành chính. Tham nhũng chỉ xảy ra khi đó là một dịch vụ công. Nếu là một dịch vụ tư, thị trường cạnh tranh sẽ buộc người cung cấp dịch vụ phải cải thiện chất lượng để thu thêm tiền. Đó không còn là tham nhũng nữa. Điều diễn ra trong những xã hội tập quyền là luôn luôn tồn tại sự mất cân bằng này. Xã hội có một nhu cầu rất lớn về dịch vụ công, nhưng lại chỉ rất ít cơ quan và ít người có thể cung cấp dịch vụ này. Những cải cách của ông Ronald tại La Paz dựa trên một nguyên tắc, bộ máy nhà nước càng nhỏ thì tham nhũng càng ít. Cũng có nghĩa là nếu nhà nước mạnh dạn trả lại những dịch vụ độc quyền của mình cho xã hội dân sự, tham nhũng sẽ còn rất ít đất sống. Vấn đề là những người đang nắm các quyền cung cấp này không muốn điều đó xảy ra. Ở nước Anh chúng tôi có câu, con gà Tây thì không thích Giáng sinh, vì đơn giản nó là món ăn trong dịp Giáng sinh. Nói thế có nghĩa là chúng ta đang có những người không mong muốn thay đổi, cũng như những người kháng cự lại sự thay đổi. Vì vậy, để phòng chống tham nhũng, chúng ta phải không ngừng thúc đẩy những cải cách trong môi trường tư pháp, tính thượng tôn pháp luật, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cách thức Việt Nam xây dựng và vận hành cơ chế chống tham nhũng thậm chí tỏ ra quyết liệt hơn nhiều quốc gia khác, đó là yếu tố cần được đề cao. Câu hỏi đặt ra sau 6 năm tìm hiểu Việt Nam của tôi, đó là những cơ quan công quyền có sẵn sàng giảm bớt tính cửa quyền của mình hay không mà thôi. Chính phủ Việt Nam cũng đã có cam kết Công ước Liên Hợp Quốc rồi xây dựng chiến lược quốc gia đến năm 2020. Thì có thể nói là trên cơ sở luật, các cái chủ trương của chính phủ, của đảng, của chính phủ và các cái công ước, các cái chiến lược thì chúng ta thấy rằng cái quyết tâm rất là cao trong cái việc xây dựng thể chế. Trở lại với câu chuyện của ông thị trưởng thành phố La Paz, ông cho rằng việc xử phạt kẻ tham nhũng và trừng trị người đưa hối lộ là cần thiết, nhưng không phải giải pháp hiệu quả nhất. Không một chính thể nào có thể bắt giam 50% hay 80% dân số vào tù vì đưa và nhận hối lộ. Ngăn chặn hành động tham nhũng cách tốt nhất là cải cách thể chế. Tham nhũng sẽ không còn đất sống.